Kính chào quý vị khán giả và các đồng chí. Mời quý vị khán giả và các đồng chí theo dõi chuyên mục An ninh Bắc Cạn số 2 tháng 2 năm 2020. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung sau. Lực lượng công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý. Chi bộ điều tra tổng hợp công an huyện Bắc Nẵm phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Mời quý vị khán giả và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị khán giả và các đồng chí, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an trong việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay trong giai đoạn đầu chuẩn bị thực hiện đợt cao điểm 15 tháng 11 đến 14 tháng 12 năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung lực lượng phương tiện tổ chức rà soát nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lấy tuyên truyền vận động làm nòng cốt, vừa giúp cán bộ chiến sĩ công an gần dân hiểu dân và tham mưu các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự một cách sát hợp nhất, tập trung tuyên truyền pháp luật 17 buổi, thu hút 1.595 lượt người tham gia, vận động nhân dân giao nộp 8 khẩu súng các loại, gọi hỏi răn đe 117 lượt đối tượng, điều tra khám phá 31 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 44 đối tượng, khởi tố 28 vụ, 24 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 37 trường hợp, thu 54 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Lực lượng an ninh nhân dân bám nắm địa bàn, động viên nhân dân lao động sản xuất không xuất cảnh trái pháp luật, không tin không nghe theo các tổ chức bất hợp pháp gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi cũng đã có cái xây dựng cái kế hoạch để mà phân công từng đồng chí xuống vào những địa bàn trọng điểm, đặc nhất là những địa bàn giáp danh để mà nắm tình hình, rồi là bốn cùng với bà con. Chúng tôi có một cái tổ công tác tăng cường vào những cái địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, an ninh chính trị để thực hiện bốn cùng với bà con nhân dân. Bước vào đợt cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh tập trung điều tra khám phá các vụ án ẩn như kinh tế ma túy, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất an ninh trật tự. Ngay trong ngày đầu ra quân, 15 tháng 12 năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt quả tang 11 vụ việc liên quan đến ma túy, trong đó có 5 vụ tàng trữ trái phép, 5 vụ mua bán trái phép, 1 vụ tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 10 đối tượng, thu giữ 17,926 gam ma túy và 23.834.000 đồng, thu giữ 3 khẩu súng tự chế. Làm rõ 3 đối tượng trong vụ cố ý hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Nari, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi sổ lô số đề. Trong thời gian vừa qua thì công an cũng triển khai qua nhiều đợt để phổ biến giáo dục pháp luật ấy, thì bản thân tôi cũng như trách nhiệm của người dân thì cần phải phối hợp cảnh giác những cái tội phạm như lừa đảo, rồi là qua các kênh như bán hàng. Những vụ án điển hình có thể kể đến như 0 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 tại tổ 3 phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng: Già Bá Mài 27 tuổi, Già Bá Già 20 tuổi và Thị Mị 19 tuổi, cùng trú tại thôn Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, vận chuyển 55 bánh heroin được ngụy trang trong 2 vali hành lý. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Cạn. Em xem một cái mà em trai xem một cái, em cũng không biết là đi, em chỉ biết là đi chuyển hàng thôi, em không biết là đi chuyển hàng gì. Thì cứ lúc nào em đến nơi thì mới cho biết số và người nhận rồi quay về thì nó mới trả tiền cho em. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ngày mùng 3 Tết không chỉ khiến người dân thôn Khao Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới sợ hãi, mà khiến nhiều người dân quanh vùng không khỏi lo lắng bởi đối tượng đã bỏ trốn ngay sau khi gây án. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà chiều ngày mùng 3 Tết, sau khi cùng chơi bóng chuyển về, Nguyễn Đình Ong, 45 tuổi, trong cơn tức giận đã ra tay sát hại chính người vợ của mình là bà Hà Thị Duyên, 44 tuổi. Sau 20 ngày lẩn trốn, trước sự truy tìm gắt gao của lực lượng công an, ngày 15 tháng 2 năm 2020, Ong đã ra đầu thú tại nhà bố đẻ ngay sát nhà Ong nơi xảy ra vụ án. Những ngày sống chui lủi lẩn trốn khiến đối tượng mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, sự ăn năn cũng lộ rõ trên khuôn mặt.
50kg thuốc nổ, 30 kiếp nổ đã được lực lượng an ninh kịp thời ngăn chặn, không để đối tượng tiếp tục sử dụng hay đưa đi tiêu thụ. Ngày 17 tháng 2 năm 2020, đối tượng Quan Văn Hùng, 71 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, nơi ở hiện tại, tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, thủ phạm của vụ án nói trên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Đến nhà thì vợ lại chửi, là mấy câu nữa lại đập nhau, là lúc đấy là không biết thương tay nữa, là bây giờ không nhớ. Lúc đập vợ xong thì hoảng hốt quá, thì sợ quá thì chạy lên đôi ở. Rồi anh em rủ dê xong rồi bảo là tôi không biết mà cái này là tôi lại mang từ mỏ về. Đấy. Thì anh em bảo là để lại cho họ thì tôi vận chuyển trên đường. Trong 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, toàn tỉnh xảy ra 83 vụ phạm pháp hình sự với 157 đối tượng. Trong đó, tội phạm về ma túy 45 vụ, 52 đối tượng, tội phạm liên quan đến trật tự xã hội 35 vụ, 102 đối tượng, tội phạm về kinh tế 2 vụ, 2 đối tượng, tội phạm về môi trường 1 vụ, 1 đối tượng. Thu giữ 19.472,63g heroin, 2,845g ma túy tổng hợp, 0,948g ma túy đá, 5 viên hồng phiến và nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 82 trên 83 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 98,79%. Công tác tuyên truyền được tăng cường, đặc biệt là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 39 buổi, thu hút 2.323 lượt người tham gia, thu được 77 nguồn tin có giá trị, vận động thu hồi 55 súng săn các loại, 15 viên đạn, 18 kích điện. Tội phạm ma túy đã diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm về sử dụng ma túy mới. Có chỉ đạo là tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện, quản lý nghiệp vụ và đặc biệt nữa là nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền. Trên các tuyến đường giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính của người điều khiển trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện 152 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 8 ô tô, 144 xe mô tô. Phát hiện 3 trường hợp vi phạm quy định về ma túy, tạm giữ 1 xe ô tô, 2 xe mô tô. Phần lớn các trường hợp vi phạm khi được tuyên truyền giải thích đều hợp tác với cơ quan công an. Cá biệt, cũng có những trường hợp cố tình gây khó khăn, không chịu ký vào biên bản vi phạm mà buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế đưa phương tiện về cơ quan công an. Song song với công tác tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Bắc Cạn đã tăng cường lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh ngay từ cơ sở. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho quá trình triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã được triển khai nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn âm mưu gây mất an ninh trật tự, hoàn thành các thủ tục đăng ký, cấp con dấu mới cho các đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, tiến tới hỗ trợ tốt nhất cho các tổ chức cá nhân chuyển đổi giấy tờ cho công dân ở các đơn vị hành chính mới. Các hoạt động từ thiện xã hội hỗ trợ các gia đình không may gặp hỏa hoạn, các gia đình chính sách, hộ nghèo được tích cực thực hiện. Cây cầu dân sinh này được hoàn thành bởi sự đóng góp của những đoàn viên thanh niên nhiệt huyết năng động. Từ nay, bà con tổ Nà Pam, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn sẽ không còn lo lắng bởi sự thiếu an toàn của cây cầu tạm. Chị rất là phấn khởi được cái cầu đi này để đi lại. Để đi lại nó thuận tiện lúc mưa, lúc nắng mà kể cả mấy nhà trong này với lại kể cả ngoài kia nữa. Nó rất là thuận tiện. Qua đợt cao điểm đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền các cấp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời gian tiếp theo, các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục được triển khai tích cực, đặc biệt là việc đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để phát tán những thông tin tiêu cực, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị khán giả và các đồng chí,
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an huyện, sự phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ, với các cấp ngành trên địa bàn, sự ủng hộ giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ. Thời gian qua, chi bộ điều tra tổng hợp thuộc Đảng bộ Công an huyện Bắc Nạm đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Xác định công tác xây dựng đảng là then chốt, do đó chi bộ đã thường xuyên tổ chức, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ điều tra tổng hợp đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên, đồng thời là tổ chức cho đảng viên học tập ký cam kết các nội dung học tập và làm theo Bác, rồi là thường xuyên thăm nắm tình hình tư tưởng đảng viên để có các biện pháp kịp thời uốn nắn định hướng đối với tư tưởng của cán bộ đảng viên, phát huy cái tính nguyên tắc tập trung dân chủ để cán bộ đảng viên có cái tinh thần thoải mái để phát huy cái tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương cũng như trên cơ sở nghị quyết và chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy Công an huyện, chi bộ đã cụ thể hóa bằng nghị quyết, quy chế để tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đi sâu nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động tham mưu, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ đạo cán bộ đảng viên chủ động tích cực điều tra khám phá các vụ án thuộc thẩm quyền, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2019 đã điều tra khám phá 75 vụ án hình sự với 113 bị can, đề nghị truy tố 62 vụ án hình sự, 101 bị can, xử lý hành chính 45 vụ, 158 đối tượng với tổng số tiền phạt là 233.700.000 đồng. Điển hình là xác lập và đấu tranh một chuyên án về trộm cắp tài sản, làm rõ 9 đối tượng và 33 chiếc xe máy tang vật, 17 chuyên án về ma túy, triệt phá 2 tụ điểm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Bên cạnh đó, công tác xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú được thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã truy bắt và vận động 6 đối tượng truy nã ra đầu thú. Chỉ đạo cho cán bộ đảng viên để tăng cường công tác bám nắm địa bàn, nắm tình hình ngay từ cơ sở để từ đó đánh giá được cái diễn biến tình hình tội phạm, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các kế hoạch đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm có hiệu quả. Xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới, phong trào nhường cơm xẻ áo với đồng bào còn khó khăn, thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ người dân khó khăn vân vân được chi bộ thường xuyên tổ chức. Ngoài ra, chi bộ đã thăm hỏi tặng quà cho 2 cán bộ chiến sĩ trong đội có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, con mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 11 triệu đồng. Thông qua các hoạt động này, góp phần để mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc hơn về giá trị truyền thống của dân tộc, tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, lối sống trong sạch, lành mạnh, xác định đúng đắn mục tiêu, lý tưởng, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng đảng thường xuyên được chú trọng, duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, nghiêm túc đánh giá chất lượng đảng viên theo định kỳ, đảm bảo khách quan chính xác. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới, xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 2 đảng viên dự bị. Hàng năm, chi bộ luôn xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh. Chi bộ Cảnh sát điều tra tổng hợp của Công an huyện Bắc Nạm thì luôn tham mưu cho đảng ủy, rồi lãnh đạo công an huyện về công tác phòng chống tội phạm và các cái tệ nạn xã hội và tổ chức thực hiện phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Tháng 1 năm 2020 vừa qua, chi bộ điều tra tổng hợp thuộc Đảng bộ Công an huyện Bắc Nạm đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là sự khẳng định cho tinh thần quyết tâm,
sự đoàn kết, nhất quán trong hành động của mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ. Hiện nay, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, nhưng với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, tin tưởng rằng nhiệm kỳ đại hội mới, chi bộ điều tra tổng hợp sẽ giữ vững tinh thần ấy, tất cả vì nhiệm vụ, vì niềm tin của nhân dân trên địa bàn. Chuyên mục An ninh Bắc Cạn số 2 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả và các đồng chí trong các chuyên mục lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.